Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần thắp sáng cho hàng triệu gia đình. Vì một tương lai xanh, cùng Sunspec chung tay cho cuộc sống tươi đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Hân đang có mặt ở thành phố Hà Giang. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hân sẽ cùng giới thiệu tới quý vị và các bạn một căn nhà phố mang phong cách hiện đại nhưng vẫn có âm hưởng cũng như bản sắc của núi rừng. Xin chào Quân. Xin chào Ngọc Hân. Chào mừng Ngọc Hân đến với thành phố Hà Giang. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với Ngọc Hân cùng khán giả chương trình Không Gian Xanh ngôi nhà này. Wow. Hân thấy rằng đây là một cái ngôi nhà mà có một cái nét rất là hiện đại và dường như là nó khá là khác so với tổng thể của phố núi ở đây, đúng không? Chính xác rồi đấy. Gia chủ căn nhà này, hai vợ chồng là những người rất là trẻ, cho nên là khi đặt đề bài cho Quân thiết kế thì đã đặt đề bài đó là phải thiết kế theo phong cách hiện đại. Thì như Hân thấy ở đây, căn nhà sử dụng các vật liệu hiện đại như là kính, rồi sử dụng những khối mảng lớn. Không gian ở tầng 1 gồm có bếp và phòng khách, sử dụng mảng kính lớn để mở tối đa không gian ra khu vườn phía trước. Tuy nhiên thì lại có một nhược điểm, đó là căn nhà này là hướng Tây Nam, cho nên là thường những cái buổi chiều ấy, ánh nắng chiếu vào rất gắt, đúng rồi. Cho nên ở đây thì Quân có sử dụng một vài giải pháp như ở tầng 2 đó là dùng nan để giảm bớt lượng nắng, cũng như là ở tầng 1 là hồ nước nhân tạo, khi mà nắng chiếu vào thì hơi nước bốc lên sẽ làm giảm đi cái nhiệt lượng của nắng chiếu lên vào căn nhà. Ngoài ra thì Hân có để ý rằng là cái phần thiết kế ngôi nhà nó thụt vào trong một chút để hạn chế những cái ánh nắng chiếu thẳng trực tiếp vào những căn phòng của chúng ta, đúng không? Cũng như là để nó làm tôn lên những cái khối mảng lớn, chính là phong cách thiết kế hiện đại. Ở trong cái khu vườn này thì Hân nhìn thấy là có ba cái quả đồi nho nhỏ và làm cho mình có cảm giác liên tưởng đến những cái quả đồi rất là lớn ở ngay cạnh ở khu nhà của chúng ta, đúng không? Đúng, một rồi. Cái gì đó, một cái âm hưởng, một cái nét đặc sắc rất là riêng của những thành phố núi. Như Hân thấy, phong cách thiết kế của ngôi nhà là phong cách hiện đại, sử dụng những mảng khối đặc rộng, cũng như là màu sắc chủ đạo là màu đen và màu trắng để hai màu tương phản để làm nổi bật những cái khối nhà công trình lên. Phía trước thì Quân có bố trí một khu vườn và khu vườn này có bố trí những cái ngọn đồi nhấp nhô cũng như là những cây cối tiểu cảnh. Khi mà gia chủ tiếp khách ở phòng khách, ánh mắt hướng ra đây sẽ tạo ra một cái không gian dịu mát. Và có lẽ là không chỉ riêng phòng khách mà còn có rất là nhiều những căn phòng ở bên trái nhà bên này cũng có thể quan sát và nhìn thấy toàn bộ cái khu vực vườn ở đây, đúng không? Chính xác. Cũng không chỉ riêng phòng khách mà những phòng ngủ tầng 2 cũng như là phòng sinh hoạt chung thì khi nhìn ra thì cũng sẽ đều thấy được cái không gian xanh ở phía trước. Và không gian xanh này, bên cạnh đó thì đây còn là cái không gian là bước đệm giữa không khí ồn ào đô thị náo nhiệt bên ngoài với lại không gian tĩnh ở phía trong là căn nhà mình. Đây là hướng Tây Nam. Thế dường như là cái khu vườn này cũng là một cái bước chuyển tiếp làm giảm bớt cái ánh nắng bức xạ này, bụi bặm rồi không khí nóng lực trước khi vào ngôi nhà của chúng ta, có đúng không? Vâng. Căn nhà này là sử dụng những cái mảng kính, cho nên là có một cái nhược điểm, đó là hướng nhà là hướng Tây Nam. Vậy là buổi chiều thì ánh nắng chiếu vào sẽ rất là gắt. Cho nên ở đây thì Quân có sử dụng một vài giải pháp như là sử dụng nan để là giảm bớt ánh nắng, cũng như là cái bể nước, một cái hồ nước nhân tạo ở phía dưới, thì khi mà nắng chiếu vào thì hơi nước bốc lên sẽ làm giảm bớt cái nhiệt lượng của ánh nắng. Và bên cạnh đó thì khu vườn này cũng kết hợp vào cái vùng sinh thái, thì ánh nắng hướng tây chiếu vào thì sẽ hút bớt cái nhiệt lượng của
ánh nắng. Và làm cho không khí trong ngôi nhà trở nên dịu mát hơn rất là nhiều phải không? Chính xác. Quân này, đúng là ngồi ở vị trí phòng khách này thì mới có thể cảm nhận đầy đủ hơn về những phong cách thiết kế cũng như là những cái tác dụng của những mảng kính lớn mà Quân đã sử dụng phải không? Nhìn ra những khu sân vườn này hay là bao quát toàn bộ tất cả những cái vườn nhỏ ở tiểu cảnh ở sau nữa. Khi chúng ta ngồi trong phòng khách này có thể bao quát không gian xung quanh căn nhà như là những cái sân vườn, tiểu cảnh, bể nước nhân tạo cũng như là bao quát được không gian của toàn căn nhà. Và không gian nội thất trong nhà này thì Quân cũng sử dụng theo phong cách thiết kế hiện đại, chế tối đa những chi tiết trang trí cầu kỳ mà chỉ sử dụng những cái đường nét đơn giản, và những sự tương phản của màu sắc, chủ yếu là nội thất sử dụng gam màu sáng và những cái mảng khối đặc rỗng. Kế tiếp không gian phòng khách này là không gian phòng ăn và không gian phòng bếp, hạn chế tối đa những cái mảng tường để tạo nên cái không gian đầm ấm cho gia đình, tạo được cái sự liên kết cho gia đình. Khi mà ngồi tại phòng khách này, khi gia chủ tiếp khách thì vẫn có thể nhìn thấy được những người phụ nữ nội trợ trong bếp cũng như là trẻ con đang vui đùa để tạo cái sự quây quần. Anh cũng nghĩ rằng là cái việc mà kết nối cái sợi dây tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thì là một việc hết sức quan trọng, đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay thì hầu như là ai cũng bận rộn, bố mẹ đi làm rồi con cái đi học, thì cái thời gian mà mọi người ở nhà cùng có khoảng thời gian nấu nướng, xem tivi và vui đùa cùng với nhau thì rất là quý báu. Cho nên là một cái không gian mở và hạn chế tối đa những cái bức tường vách ngăn thì có lẽ là một cái điều rất là tuyệt vời phải không? Trong cái cuộc sống hiện đại này thì hàng ngày thì bố mẹ đi làm, con cái đi học, cái thời gian dành cho nhau rất là hạn chế. Cho nên là khi mà sau một ngày bận rộn gia đình, khi mà về quây quần bên nhau thì tạo được cái không khí trong gia đình đầm ấm, đó là hạn chế những cái mảng tường và những cái vách ngăn để liên thông. Ngồi đây thì anh cũng có thể quan sát thấy cái khu vực phòng bếp cũng như là phòng ăn được sắp xếp những cái mảng kính lớn và cảm giác rằng là những người phụ nữ khi mà họ nấu nướng ở trong căn bếp như vậy được nhìn ra một cái màu xanh mát của khu vườn nhỏ của mình, nơi có những cái loại rau tự trồng, thì chắc hẳn sẽ là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn để họ có thể nấu nướng ra những cái món ăn mang đầy cái tình cảm dành cho gia đình của mình, đúng không Quân? Phòng bếp cũng như phòng ăn cũng được thiết kế những mảng kính lớn để tạo cái không gian mở tối đa, và khi những người phụ nữ nội trợ nấu ăn, họ có thể nhìn ra khu vực vườn rau và tạo cảm hứng cho những bữa ăn cho gia đình, để nấu những cái bữa ăn ngon nhất cho gia đình. Quân có thể chia sẻ nhiều hơn về cái điểm nhấn ở trong ngôi nhà này được không? Điểm đặc biệt trong căn nhà này đó là Quân đã bố trí giếng trời tách biệt với cầu thang, kết hợp với lại hai hành lang hai bên để tạo được không khí lưu thông ở trong căn nhà. Qua đó thì đẩy nhanh cái sự thoát cái hơi nóng do hiệu ứng nhà kính mang lại. Đó quả là một cái giải pháp hết sức là độc đáo và tạo nên một cái nét khác biệt cho căn nhà, phải không Quân? Chính xác là như vậy. Và bên cạnh đó thì Quân cũng bố trí tại khu vực giếng trời cũng như là cầu thang những cái chậu cây cảnh, hồ nước nhân tạo để điều hòa cái vi khí hậu trong căn nhà. Bên cạnh đó thì khi mà không khí lưu thông vào thì qua cái hồ nước thì cũng giảm bớt cái nhiệt lượng do hiệu ứng nhà kính mang lại và tạo cái không khí thoáng mát cho căn nhà. Và nó cũng làm cho cái tầm mắt của chúng ta trở nên dịu mát hơn khi mà trong nhà có một cái khu tiểu cảnh nhỏ như vậy, đúng không? Thank you.
Quân thân mến, với những ngôi nhà sử dụng những mảng kính lớn để trang trí thì rất dễ tạo ra cái hiệu ứng nhà kính. Từ cái kinh nghiệm thiết kế ngôi nhà vừa rồi thì Hoàng Quân có thể chia sẻ cho Ngọc Hân cũng như là quý vị khán giả của chương trình Không Gian Xanh một số những giải pháp để làm hạn chế điều đó được không? Xu hướng thiết kế hiện đại đó là ngày nay là thường hay sử dụng những mảng kính lớn vào trong công trình, và vô hình chung nó đã tạo nên hiệu ứng nhà kính. Khi ánh nắng chiếu vào thì căn nhà sẽ hấp thụ nhiệt và tạo nên những không khí bức bách, không khí nóng ở trong căn nhà. Và chúng ta có những hướng giải quyết rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái hành lang để dẫn gió, tạo cái giếng trời trong căn nhà, cũng như là trổ những cửa ở những hướng tốt, tạo nên một cái luồng giao thông ở trong căn nhà, cuốn hết tất cả những không khí bí bách, không khí nóng bức ở trong căn nhà, đẩy lên giếng trời và thoát ra ngoài, trả lại không khí mát mẻ cho căn nhà. Ngoài ra chúng ta cũng có thể bố trí những cái chậu cây xanh, những cái hàng cây xanh ở dọc các hành lang hoặc là ở những cái ô cửa hướng đông nam, để vừa góp phần là tạo cái nét dịu mát cái ánh mắt, cũng như là góp phần là để điều hòa cái không khí trong căn nhà. Xin được cảm ơn Quân về những tư vấn cũng như là những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và thay mặt cho chương trình thì Ngọc Hân cũng có một kỷ niệm chương dành tặng cho Quân. Xin cảm ơn Ngọc Hân, cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, căn biệt thự phố mang phong cách hiện đại giữa thành phố núi rừng của kiến trúc sư trẻ Nguyễn Hoàng Quân đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần cải thiện môi trường sống. Vì một tương lai xanh. Cùng Sunspec, chung tay cho cuộc sống tươi đẹp.